nay là một cái ngày gọi là ngày mai em đi về lại Cali rồi và mấy chị rần rần quá làm tiệc đồ các kiểu đồ rồi đó. Cái này là nguyên một cái này là Trang bỏ cái này vô rồi đó. Đó. Đây là trời đủ món đó nè. Đủ món ăn chơi luôn nha. Em về quá chừng luôn nè. Ừ. Rồi, bây giờ lấy xong nữa chị. Bây giờ lấy xong nữa em đi nào lấy. Đây mọi người ơi, là Nga được một cái quán ở trên chỗ 286 Noodle House á. Quá ngon luôn nè. Nghe tin Nga qua đây nên là họ gửi đồ ăn họ tặng luôn nè. Trời ơi, ta phở nói là fan phụng các kiểu luôn. Phở sườn bò nè. Phở sườn bò nè, nghe nói Noodle House có bún có mì vịt tiềm cũng ngon mọi người. Nước súp mì vịt tiềm nè. Nước súp mì vịt tiềm, bún bò Huế nữa nè chị. Bún bò Huế đang nấu đó cưng. Mà nghe nói em ăn nào chưa? Nghe nói cái đầu bếp ở đây là người Việt Nam qua đó. Ngon nè, em thấy nhìn hấp dẫn như sợ. Trời ơi, một tô to. Còn cái rau phết bữa hôm em mua nữa kìa. Lấy ra chơi đi. Con biết ăn lạnh đi, đấy chị Nga ăn lạnh đi. Ăn lạnh phải không? Chị nghĩ ăn lạnh ngon lắm. Ăn lạnh ngon phải không? Chưa bao giờ em ăn, cứ tưởng hâm không à. Chị chẳng có bao giờ hâm, chị cứ lấy chị ăn thôi à. Dạ. Đây tụi em mới vừa đi làm điệu về đây, trời ơi. Đi làm điệu ở đây mà trời ơi, cái tiệm còn muốn làm cho em tới tối mới thả em về luôn. Đây đẹp, làm đẹp thêm nữa ha. Cái này là bún riêu cua đồng nè. Món này em đói bụng, em nếm thử chúng em thấy ngon vậy. Cua đồng hả, chứ phải bún bò Huế sao? Không, có bún bò Huế, bún riêu cua đồng. Cho mình quá trời á, mọi người tặng cho mình á. Quá lạ luôn ha. Bây giờ ok. Tao nói thứ nhà qua mà bây giờ mình ăn cái tô nhỏ xong mình ăn hết mình lấy nước. Dạ, bây giờ em nghĩ mình làm để chia. Đúng rồi. Chia đi chị. Không mất hết. Mình thưởng thức đi. Mình thưởng thức đi trời. Rồi mỗi tư chút xíu thôi. Cái thịt bò đây họ làm ngon quá hả? Cái này nhìn hấp dẫn nè, cái này nhìn hấp dẫn. Trời cái mì vịt tiềm ngon lắm chị. Cái mì vịt tiềm rất là ngon, cái nước mì ngon lắm. Trời ơi coi kìa, hấp dẫn. Món này là phở nè, coi ngon chưa nè. Phở, ôi cha, cái phở sườn bò hả? Sườn bò luôn nè, một cái sườn bò này đây chỉ có là ba người ăn mới hết nè. Được chứ. Đây, bún bò Huế. Ê, cái này ngon chị. Cái đó là chị ăn thử coi. Cái này là cái bò nhưng mà người ta làm cái gân với cái nạm á, chị thấy ăn ngon. Bây giờ cái ngon, việc, quá ngon, những cái tiệm bây giờ nấu phở hay nấu vịt tiềm? Cứ muốn nấu gì nấu, bỏ mì vịt tiềm vô đây đi. Bây giờ vậy nè, em nghĩ á, thay vì mình ăn một phần một tô, mình mỗi người mình ăn nửa tô, mình trải nghiệm ăn này kia đi. Bây giờ hay là cái này làm phở đi. Đây phở đi. Đây phở đi baby. Trang đổ phở đây em, ba hú phở đổ đây. Em nghĩ phở để mà mình bỏ cái này vô rồi yes. Nè. Trời ơi, nhìn hấp dẫn nó sợ luôn á. Xong bỏ cái đó mình lấy dao cắt cho mỗi người một miếng, dạ, không cách nào mà hết nổi nữa. Đêm quá rồi. Trời ơi, tao nói nhà tụi em giờ 10 giờ đêm mà nó rộn ràng giống như Tết đêm 30. Hôm nay là ăn sớm nhất trong mấy tối. Mấy bữa hôm là ăn 12 giờ. Em nấu ăn gì đúng không? Không. Trời ơi đi làm móng không nè. Chứ đi vòng vòng ngoài đường Đà Lạt không mà hết ngày. Trời ơi, sáng giờ em mì cũng đâu ăn đâu, đúng không? Dạ, chưa ai ăn gì luôn. Từ ga lần về. Tụi em là uống nước lã sáng giờ. Xa tới Houston rồi còn đâu nữa. Dạ, đúng không? Bỏ đang không quá ngon luôn. Thúy Nga xin chào cả nhà thân mến, cả nhà ơi. Được một cái nhà hàng 286 tặng cho đồ ăn nên là tụi em rủ rê nhau qua đây tụ tập ăn uống coi là tình hình là mình ăn uống. Trời, chị bé heo kìa, chị bé heo em ơi, có sầu riêng chuồng bò hay không nè. Cái nói không có, cái làm con heo mặt buồn chứ bộ. Rồi xong rồi cái bây giờ là tụi em ăn uống rồi nhậu nhẹt một số rồi giờ chia tay nhau, ngày mai Thúy Nga lại về Cali. Coi như mỗi người có ăn chút gì đó. Em thấy ngon nè. Em ngó coi một chút mà nhiều cái không nè. Cũng ba tô luôn chứ. Ba tô nè, chị chia ra ba tô đều. Ôi ngon quá, em thèm quá. Cho em ăn trước, em đói quá. Ờ đúng rồi, muốn xịt. Sáng giờ chưa ăn gì luôn á. Nè, để mình xin ăn. Ôi, đó cho em ấy. Ủa, là họ có rau cỏ ớt sa tế cho mình không ta? Ờ chị có thấy có không? Coi có rau không em? Nhiều lúc đó họ rau có ớt sa tế cho mình không? Mở ra coi thử coi. Em mì vậy là xua là vậy. Có ba thùng nữa hả? Ngoài xe còn gì không cưng? Ủa hình như còn một cái túi nữa mà ta để em. Chị so có một cái bát nhưng mà chị không biết là cái đó là đồ ăn hay là trái của con. Này rau phít nè, này rau phít lạnh nè. Ủa cái này chắc cho em ăn trước, em đói quá xỉu rồi. Ủa từ sáng thì chưa ăn gì luôn á trời. Ăn đi. Nó tưởng bún bò Huế không có rau, nó kỳ kỳ nha. Bún bò Huế phải có rau. Thì em đâu biết đâu, em thấy là cho nhiều lắm luôn. Giống như là cung cấp đồ ăn từ thiện cho nhau. Cái này muốn thứ hai nè. Rồi cái gì nó xong rồi. Rồi cái gì vậy? Cái gì nó đổ lên chân thằng em tôi. Chắc là nước súp.
chị giảm giảm nhỏ lửa cho để nó mặn á. Cái này là ủa cái này là gì nữa ta? Cái này là bún bò Huế đó cưng. Bún bò Huế nữa hả? Cái này là phở này, bỏ vào đây đi. Phở ha, bỏ đây đi cho nó nóng luôn nè. Phở nè. Này phở nè, cái này nhiều lắm nè, không thể nào mà ăn hết được. Mấy cái đó đừng có để cho nó ấy quá, nó mềm. Cái này là mì vịt tiềm đó mọi người. Trời ơi, nhà hàng hay là hay tin Thúy Nha qua mà cho đồ ăn mà. Nó chị muốn ăn cái gì em lấy hết cho chị, nó trời thôi thôi. Đâu có nhiều người đâu. Thường Thúy Nha quá à. Vậy dạ. Là mình cũng được ăn cá nè. Đây mọi người ơi, trời em đói bụng quá, em cầm lòng không đậu. Bây giờ em phải ăn chứ không em xỉu. Tuyệt được. Chắc bà em mì đào cũng phải ăn đi, chứ tôi nghĩ chắc bà xỉu rồi đó bà cô ơi. Bà ra rồi bà ăn với tôi đi. Trời đói quá, chắc em xin phép mấy chị cho em sơi trước nha. Dạ. Chịu không nổi luôn, có đói mà đói run rẩy. Lần đầu tiên mà đói run rẩy là hôm nay chứng kiến. Hai là hai chị em đi từ sáng giờ đi lên luôn. Mà có làm gì đâu, đi làm đẹp thôi đó. Đi làm đẹp mà quên ăn luôn trời. Rất là ngon nha mọi người. Chưa ăn nhưng mà đã biết rất là ngon rồi. Phở ngon hả chị? Phở ngon lắm nha. Nước ngon chị? Xuất sắc nha, xuất sắc nha. Mà hôm nay á chị, chị biết không, cái nhà hàng người ta nghỉ đó mà người ta nghe tên em, người ta nấu cho em ăn luôn á. Tao nấu là đồ này là giống như để sớm mai có đồ tao bán á. Mà tao nấu nhanh 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 để tao cho mình ăn á. Ngon nha. Không, rất là ngon mọi người. Bún bò Huế cái mùi vị nó rất là thơm, cái kiểu của người Huế luôn á. Rau phít này bữa hôm nghe order rồi mọi người. Order cho mọi người ăn lắm. Mua gần 500 đô luôn mà không ai đến ăn cả. Bây giờ lấy ra ăn lại. Đây. Đây cô gái này muốn ăn đây nè, đây nè, kéo cái bịch ni lông qua đây. Ăn đi. Đó. Ăn đi. Ai ăn kho phít này nọ thì kho phít ngon lắm. Dạ. Cụng kìa. Cụng hả? Anh khui cho em chưa? Em khui nè. Khui ra cho. Mới nãy á, em thấy ảnh đứng trước, em nói ủa sao tự nhiên hôm nay tôi có trai nào đứng trước đợi vậy trời. Đó, trời. Thấy tráng sĩ tôi đứng đợi mà mặc áo sắc nách đồ nhức đầu quá. Rồi, ok. Rồi, uống bia đi chị ơi. Rồi, em uống đi, Hôm nay có trai đến đón Thúy Nga nè. Có trai đứng ngay trước cửa nhà đợi luôn. Có trai người Hùng Texas. Đeo nguyên cái móng heo luôn. Móng hổ cho lộn. Em lộn anh. Mém nữa em nói móng bò nó còn chết nữa. Móng cọp. Đó chú bằng ăn gì không? Nha ăn đi em. Chị ăn phở ăn gì vậy? Chị ăn phở nè. Ngon không nè? Cảm ơn. Ngon không? Cảm ơn chủ nhà hàng nha. Nhà hàng là gì hả? Nhà hàng cái gì đó? Nu đồ hao. Golden Texas. Thôi, xin mời cả nhà nha. Okay. Rồi, đây là king crab. Cái này không phải king crab mà là snow crab. Snow crab đúng snow rồi. Crab. Hôm nay lần đầu tiên ăn thử đông lạnh coi thử nó làm sao nè. Lạnh ngon lắm, ăn được từ Mỹ ngon lắm. Vậy hả? Bà đàn nghe sẽ thích mà. Chị ăn lạnh không à? Nếu mà đã nấu là ngày hôm sau là chị để lạnh ăn luôn không cần. Bây giờ có một phần bún bò này ăn để nó nguội nè mọi người ơi. Anh ăn đi anh. Em đi. Ăn nè. Em mì ăn đi để mì xỉu em. Đi vô ngồi ăn đi. Bước qua cho em mì đi. Vô ngồi ăn đi cưng, để xỉu á. Hai chị em là nãy vừa lái xe vừa buồn ngủ, em là ngủ ngẩn ngơ luôn. Ngốc mà. Con nhỏ này chạy. Cái lúc em dậy nó nói chị ngày giờ em ngủ gục mấy trận trên xe. Tại không có gì ăn hết á, xong rồi cứ chạy. Nó mệt á, không còn sức nữa. Mắt mờ luôn đúng không? Dạ với lại chạy freeway luôn. Chị đó thấy em á là mười mấy năm rồi đó. Là em thấy anh thấy em ở chợ ông Tạ hả? Không, đi vô từ cái đi bộ vô đang đi vừa hai đứa được ăn cái gì á. Tại về nhà em gần đó mà. Cái anh nói anh tại vì nhà mẹ anh ở đó. Nhà mẹ anh đó cái anh đi tới nhà anh chơi nào. Lấy nhà lượm nó chơi nó đi lên thang đây chơi. Cái thằng nhà cái đó. Bán cà phê đó, bán cà phê lề đường á. Dạ 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 dạ. Nhà ở trong đây nè. Dạ. Nhà phía ngay gần đó hả? Dạ. Anh cái mì vịt tiềm ngon không? Cái mì nó chưa chín nhưng mà cái nước nó ok, nước nó cũng hơi ngọt ngọt. Thế hả? Mới này em nếm cái nước thì em thấy ngon.
Nhưng mà cái mì vịt tiềm phải trụng kỹ chút mọi người ơi. Đúng rồi, phải trụng lên. Em mì đào đang ăn lại cái cua mà là lạnh nè. Hôm nay thật ăn lạnh coi. Ngon. Tuyệt vời mà. Ăn lạnh ngon rồi. Đâu biết đâu, hôm qua tụi em đứng xào với bà nội luôn. Ăn theo kiểu Mỹ. Ăn theo kiểu Mỹ. Nếu mà nấu nóng ăn ngày hôm nay. Ăn lạnh ngon. Ăn lạnh biết là ngon. Rất là ngon. Ngoài chấm luôn. Nó thấm gia vị rồi. Phải không? Nè cái gia vị này ngon lắm nè. Gia vị này ngon lắm nè nha. Gia vị tuyệt vời nè. Đúng không? Ngon nha. Yeah. Yeah. Ê, cái gì? Hôm qua hàng gì chị em mình nó sao nó mặn vậy? Đúng rồi, nếu mà em nằm nóng lại thì nó sẽ mặn đi. Mặn ngăn hả? Đúng rồi, em để vậy á. Hôm qua ăn xong tụi em uống nước thấy bà nội luôn. Ngon nha. Cho cái cây, mới phát hiện ăn lạnh ngon. Lạnh mới ngon. Rồi, vô. Nhi làm chay, cháu làm chay không? Nha. Chưa đủ tuổi. Chưa đủ chết mẹ chị lên làm cái chưa đủ tuổi luôn. Phải. Em ăn được một cái cảm giác kinh rác mà gỡ ra mà ăn lạnh trời nó ngon xuất sắc luôn mọi người. Mỹ hôm qua nó... tụi em cứ nói trời sao má ơi sao mà để ngày mình nó mặn. Mình theo kiểu này là của Mỹ. Mỹ mặn. Là nó lạnh, lấy ra là ăn liền luôn. Nó dạ. Ngon. Cái này, ngon nè, cái này ngon nè. Dạ. Cái flavor này ngon quá nè. Dạ. Cái này ngon quá Lộc ơi. Rồi cái đó ăn, cái này ăn cái là mập không? Cái này nó xay vừa cam này vừa tỏi nè. Không, hôm qua em thích cái mùi cam. Cam nè, cam. Nhưng mà bị cái lúc tụi em hâm xong nó mặn, chịu không nổi luôn. Nhưng mà ăn vẫn ok, vẫn chơi hết một thau nha, hôm qua vẫn chơi hết một thau. Ngon đó, đỡ mặn. Ăn lạnh nữa là đỡ. Đâu? Trời nó vẫn ăn nhớ nha, nhớ là mới nãy tôi ăn rồi mà tôi tưởng tôi chưa ăn không mà trời thiệt tình. Trời đói quá, quýnh quá không nhớ. Quýnh quá quên mẹ luôn. Ăn rồi cứ tưởng chưa ăn đấy. Kiểu bệnh lẫn đấy. Đây cả nhà ơi, lần đầu tiên nha ăn cái king crab với cái rau phích á mà để lạnh nha. Lúc nãy tính hâm rồi. Ai nghe đâu là chị Liên là dân sành điệu cho nó đừng hâm dân em chơi, ơi. Dân chơi, dân à, chơi. Dân chơi, dân chơi. Dân chơi. Ngon quá chị ơi. No, instantly. Cho cái nhà nó thơm là mình cứ ăn lạnh thôi. Chất sắc luôn. Chứ không thôi cảnh sát vô, cảnh sát chạy mất không về. Không, cảnh sát vẫn ăn nha. Nhưng mà nóng quá cảnh sát hôi nhà, cảnh sát về. Đó, cảnh sát ăn ra phít như đi luôn. Không biết là vô nhà tôi không đi chạy ra. Ngon, ngon. Ôi, bún riêu hơi bị ngon nha mọi người. Chị ăn thử chưa? Ngon, bây giờ đang ăn nè. Trời ơi, xuất sắc luôn mọi người ơi. Nói chung nay là mình giống như là rất là mùi cua đồng nha. Ngon mùi cua đồng luôn á. Đây cả nhà ơi. Hibi gì là sao? Xuất sắc nha, xuất sắc nha. Ngon, rất là ngon mọi người. Lần đầu tiên thưởng thức cái rau phích lạnh. Từ nay trở đi á, ai cho nghe rau phích lạnh nha, không có hâm. Lạnh không hâm. Để lạnh luôn, ăn luôn. Ăn như vậy nó cực ngon. Tuyệt vời ha. Cực tuyệt vời luôn, xuất sắc nha. Kiểu là kiểu Mỹ nè. Cái này đúng ăn nhậu luôn á. Đúng rồi. Thôi em với anh cộng chai cái. Cheer đi. Chúc mừng với Nga thành công. Bán hết sầu riêng. Không phải, tất cả chỉ bán được luôn. Không phải sầu riêng, không là sầu chung luôn. Trời ơi. Thank you chị. Gì? Ngon không? Ngon á. Cái quán ngon ha. Dạ, mì vịt tiềm mà nhưng mà em phải trụng cái mì kỹ lên. Đó, cái mì này được trụng kỹ rồi. Cái nước mì á. Cái nước rất là ngon. Rồi đi cái nước ngon cuối là cay lắm. Em trai, em ăn gì rồi? Bún còn thế. Thế hả? Ok không? Quá ngon. Đây là mì vịt tiềm đó mọi người. Nhà hàng này là mình đi lên là xứng đáng phải không? Dạ. Tại vì mình đi xe quá xa. Lái cả tiếng đồng hồ. Vào và đó là chủ nhà hàng này là quá là nấu là món ăn quá rộng rãi luôn. Ăn nữa con, ăn nữa. Quay một tô này coi. Trời ơi, nó làm mì vịt tiềm. Em phải bỏ cái bỏ cái gì đó cái này nè, cái này vô đây nè, nó mới ra. Cháu bỏ này vô nè. Cái tô thằng bé làm cái tô nhìn hấp dẫn không kìa. Em nhìn chỗ làm rồi vô đây. Cái đầu ăn nhiều lắm. Cái bún riêu ngon nha, nó lên mùi đồng. Ngon luôn. Mùa cua đồng rất là ngon. Ngon nhiều mà. Cảnh sát nhìn vậy thôi chứ ăn ít lắm, ăn 2 cộng 4 luôn. Nó ăn ít thôi, quen nữa. Ăn xuống ống mới quen rồi. Không ăn. Cộng sống nặng lắm. 11 giờ mới về. Em ở đây em ăn khuya lắm chị. Tại vì phải chờ Him về rồi mình mới ăn á. Nên cả đám chờ luôn. Một ngày ăn uống nhậu nhẹt rất là lên power nha. Đâu có liên thao đâu, sáng giờ em đâu ăn rồi bây giờ. Ăn rồi giờ ăn thì mới ăn bù đó chị, ăn bù giờ mới chết rồi nè.
ăn nửa đêm nhưng mà rất là vui. Chị Liên với lại vợ chồng anh Bằng Trang với lại bé Nhi ạ. Bé Nhi. Bé Nhi cháu bé Nhi. Cái này là Thúy Nha, con là Thúy Nhi. À con là Thúy Nhi hả? Vậy hả? À, đó Thúy Nhi nè mọi người. Thúy Nhi cháu của Trang, cháu của Trang. Cháu của Trang. Rồi tình hình là bây giờ là tụi em ăn xong rồi chắc cảnh sát về ăn bao chót. Ôi. Đồ ăn thì cũng còn dư nhiều quá không? Trời ơi, cho nó em ăn miệt mài hết tuần đó bé. Trời ơi, tuần rác nè. Chủ nhà hàng cho mà tới giờ cũng còn quá trời. Còn mỡ, còn miếng dư, còn miếng mỡ. Bé quá. Chị Nga quá, nó ăn ngập tràn ha. Bổ béo em quá. Nhưng mà tiếc cái là không còn sầu riêng lại cho hai bạn này ăn mọi người. Nhưng mà con này đâu được ăn sầu riêng chị, mới ăn được con quả bữa. Trời ơi, sáng nay em nói chị đưa cho em. Trời ơi, lý ra là em để rồi mà khách người ta hỏi quá thôi, nó nhượng cho khách luôn. Thôi chị Nga cứ bán đi em. Mày mốt sẽ có mà đừng có nói nghe qua dài dài mà. Không, đợt cái đợt tới là đợt nữa là hết luôn rồi đó. Ủa vậy hả, không còn hết mùa đúng không? Không, là không có hàng qua. Tháng 12 có không? Tháng 12 chị về mà không có. Không, sầu riêng nó chỉ vô 3 tháng hè thôi. Có gì bún sữa đúng không? Thôi em không biết, tháng 12 thì để coi mùa nào trước đó coi lúc nó bán cái gì không biết đây. Bún sữa là ngon lắm. Còn có gì bán thân luôn. Trời ơi, không biết bán ai mua không. Chứ mà bán trái cây thấy nhiều người mua lắm mọi người. Nay là cái ngày cuối cùng, ngày mai Nga đi về sớm rồi. Nói chung cái nhà này giống như là cái nhà tiệc của tụi em, chứ cái lâu lâu tụ tập lại là nhậu nhẹt vui chơi rất là vui. Mà qua đây là các chị ở bên Houston, các chị bên Dallas rất là nhiệt tình luôn. Qua rồi mua đồ ăn cho ăn rồi. Xong rồi người này người kia cho đồ ăn ăn rồi ô quá trời luôn, mập thay luôn mọi người. Cảm ơn khán giả Dallas là rất là yêu thương và ủng hộ cho Thúy Nga nè. À, nghe tin với Nga qua là ai cũng muốn mời tới chỗ này ăn, chỗ kia ăn lắm mà không có thời gian mọi người ơi. Các chị nhậu đã đời rồi, bây giờ đi về rồi mọi người ơi. Thôi cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha. Bye bye. Bye bye. Bye em Good night. Bye không qua gặp nữa. Bye Nga. Bye bye. 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 Bye bye.